Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 90 năm tuổi Đảng vẫn loay hoay bế tắc. Trong báo cáo vào sáng ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại Ban Tuyên giáo Trung ương, khi trình bày về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đã đưa ra một số phát ngôn gây hoang mang cho dư luận. Ông phát biểu như sau: quá độ lên chủ nghĩa xã hội bao lâu, có mấy chặng đường cần tiếp tục làm rõ, và thời kỳ quá độ là thế nào là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được và cần tiếp tục nghiên cứu. Đây là hình ảnh giáo sư Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo tại hội nghị báo cáo viên Trung ương vào sáng ngày 10 tháng 6 năm 2020. Phát ngôn của ông Phú với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã khiến quần chúng và đảng viên vô cùng bất an, bởi đảng lãnh đạo cả dân tộc đi lên xã hội chủ nghĩa bao nhiêu năm nay, để rồi bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả máu của nhân dân đã đổ xuống, thì một nhà lý luận hàng đầu của đảng lại thú nhận rằng chưa biết cái đích ra sao, vuông tròn như thế nào, thì có khác nào đảng vô trách nhiệm đem con bỏ chợ. Thực ra cũng không thể trách ông Phú bởi năng lực yếu kém khi chưa nghiên cứu được thời kỳ quá độ là thế nào, bởi nếu lãnh đạo tối cao của đảng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong một lần tiếp xúc cử tri khi có người hỏi bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội? Và ông Nguyễn Phú Trọng đã trả lời như sau: chúng ta chưa nghiên cứu tường minh về vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội. Hay trong lần phát biểu tại tổ về dự án sửa đổi hiến pháp vào năm 1992 vào tháng 10 năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn dài lắm. Đến hết thế kỷ này, không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Ông Trọng có học hàm, học vị là giáo sư, tiến sĩ, chính trị học, chuyên ngành xây dựng đảng, lại có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 và 12. Bí thư Quân ủy Trung ương và nay cũng là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà còn bế tắc về lý luận thì cấp dưới của ông còn vướng mắc và cần thời gian để tiếp tục nghiên cứu, thì điều này cũng hết sức dễ hiểu. Và một phát biểu khác của ông Phú cũng khiến dư luận quan ngại, đó là không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của đảng. Các đảng phái khác sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn. Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số 1 về việc vững vàng tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã nhận định, ông Phú đã phạm phải 4 sai lầm như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa Mác Lênin và đảng là hai đối tượng khác nhau, nhưng ông Phú lại đồng nhất hai phạm trù này với nhau. Và điều đó được thể hiện khi ông ta phát ngôn như sau, là không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác Lênin thì vẫn có thể thừa nhận sự lãnh đạo của đảng, và miễn là nhân dân tín nhiệm đảng thì nhân dân thừa nhận sự lãnh đạo của đảng, chứ nhân dân không cần quan tâm đến chủ nghĩa nào cả. Vào năm 1945, nhân dân đi theo đảng làm cách mạng là đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Nhật. Cụ Hồ đã thành lập chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không dựa vào chủ nghĩa nào cả. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bầu ra chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng không dựa vào một chủ nghĩa nào cả. Thứ hai, ông Phùng Hữu Phú đã không coi trọng tư tưởng Hồ Chí Minh khi khẳng định rằng không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của đảng. Vậy thì tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu? Không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác Lênin mà thừa nhận tư tưởng Hồ Chí Minh thì lại sai, và là sao? Và chẳng lẽ không có chủ nghĩa Mác Lênin mà có tư tưởng Hồ Chí Minh thì đảng không lãnh đạo được hay sao? Thứ ba, ông Phùng Hữu Phú hiểu sai báo cáo chính trị của đại hội lần thứ 13 của đảng. Đảng vững vàng tư tưởng Mác Lênin là vì đảng nghĩ chủ nghĩa xã hội theo kiểu chủ nghĩa Mác Lênin sẽ đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đảng kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin là kiên trì chủ nghĩa xã hội theo kiểu Mác Lênin, chứ không phải vì quyền lãnh đạo của đảng. Mục đích của đảng là hạnh phúc của nhân dân, chứ không phải là mục đích của đảng là quyền lãnh đạo của đảng. Làm sao lại có thể hiểu sai mục đích của đảng như vậy được? Và thứ tư, ông Phú nhận thức sai về tình hình và đánh giá không đúng khả năng lãnh đạo của đảng. Chưa nói đến lịch sử thế giới hay thậm chí là thực tại khách quan hiện nay, mà chỉ nói đến lịch sử Việt Nam
thì sự tồn tại của nhiều đảng không hề làm rối loạn đất nước. Tiến sĩ Chu nhắc lại như sau. Vào năm 1945, nhiều đảng phái có loạn hay không? Nhiều đảng phái mà đảng vẫn lãnh đạo thắng lợi của kháng chiến chống Pháp. Sau năm 1954 cho đến năm 1988, vẫn có 3 đảng thì có loạn hay không? Có 3 đảng mà đảng vẫn nắm quyền lãnh đạo, đất nước không loạn. Lại lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống bọn Pol Pot và chống Trung Quốc xâm lược. Hay là ông Phùng Hữu Phú cho rằng đảng lãnh đạo hiện nay không tài giỏi bằng lãnh đạo đảng trước đây nên có thể để xảy ra sự việc thời kỳ thập nhị sứ quân rối loạn. Và rõ ràng ở góc này, ông Phùng Hữu Phú đã đánh giá thấp tài năng lãnh đạo của đảng. Một nội dung mà ông Phú cho là thời điểm mới trong dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng Cộng sản lần này dự kiến sẽ tổ chức sang năm là gắn công tác xây dựng hệ thống chính trị với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng cũng không nhận được sự đồng tình của dư luận. Đây là hình ảnh Tòa án Nhân dân trong cải cách ruộng đất tại Việt Nam giai đoạn 1953-1956. Trả lời đài BBC tại London, nhà nghiên cứu học giả Lê Văn Sinh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị Việt Nam với một là Đảng Cộng sản Việt Nam, hai là nhà nước gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án, Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là ba mặt trận Tổ quốc và bốn là các đoàn thể xã hội, là việc làm thường xuyên kể từ khi Đảng cầm quyền. Nay, coi đây là điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị, thì Đại hội 13 chứng tỏ mối quan ngại của các nhà lãnh đạo về vai trò và sức mạnh của Đảng Cộng sản. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng đồng tình với quan điểm trên và phân tích như sau. Việc xây dựng chỉnh đốn đảng cũng đâu có gì mới, nó luôn gắn liền với lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay. Nhắc lại một chút để nhớ như sau. Trong hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh đã trình bày và được hội nghị thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của đảng. Và chỉ mấy tháng sau đó, vào tháng 10 năm 1930, ông Trần Phú đã đề xuất một bản luận cương chính trị mới phản ánh sâu sắc hơn tinh thần quốc tế 3. Tên đảng cũng được đổi lại từ Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 7 năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ xuất bản cuốn Tự chỉ trích, xác định một số nội dung mà đảng cần chỉnh đốn. Vào năm 1947, ông Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, cũng là một ấn phẩm nhằm mục đích hướng dẫn chỉnh đốn tổ chức hoạt động của đảng và nhà nước. Những năm tiếp theo, liên tục có những cuộc chỉnh đốn đảng liên quan đến việc thanh lọc cán bộ dựa trên lý lịch và cải cách ruộng đất từ năm 1953 cho đến năm 1956. Chống chủ nghĩa xét lại chống đảng năm 1967 và năm 1986 đánh dấu một bước chuyển trong nhận thức cũng như công tác xây dựng đảng theo hướng cởi mở hơn. Rồi những năm sau đó lại có những chủ trương nhằm thắt chặt và thanh lọc những nhân vật bất đồng chính kiến. Và rõ ràng xây dựng và chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ thường xuyên, sao có thể coi là điểm mới của văn kiện đại hội lần thứ 13 được? Ông Sơn cũng cho rằng chỉ có một điểm mới, đó là lần đầu tiên một nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam công khai bộc lộ là trên thực tế những người Cộng sản Việt Nam hiện nay đang khủng hoảng sâu sắc về mặt lý luận. Đây là hình ảnh lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Nhà báo tự do Song Chi là cựu đạo diễn truyền hình cũng nhận định: tôi không thấy có gì thay đổi mới cả. Trái lại, tôi nhìn thấy ở đây một sự loay hoay bế tắc trong đường hướng lý luận, mà thực tế thì bao nhiêu năm nay Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã loay hoay bế tắc rồi. Gần 30 năm qua mà Nhà nước Việt Nam vẫn loay hoay. Về kinh tế thì sử dụng cụm từ phi logic và đầy mâu thuẫn như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Về lý luận thì gọi đây là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng quá độ là bao lâu? Như chính ông Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cũng đặt câu hỏi như vậy. Và một loạt những phát biểu có nội dung gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đã khiến dư luận không khỏi không đặt vấn đề về câu hỏi về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương. Theo quyết định số 28/QĐ-TV vào ngày 25 tháng 7 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương của Bộ Chính trị do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng với những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp các công tác lãnh đạo của Đảng.
Hội đồng Lý luận Trung ương vào nhiệm kỳ 2016-2021 có 44 người, gồm một chủ tịch và 6 phó chủ tịch, là những người có bằng cấp đầy mình, đa số là giáo sư, tiến sĩ. Theo Facebooker Thảo Ngọc, nói như sau, thành phần trong Hội đồng Lý luận Trung ương là những người một thời gian dài giữ những trọng trách trong bộ máy nhà nước, đã nằm trong chăn lâu năm. Do đó, họ biết rất rõ những mặt trái của chế độ. Sau khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu để họ về vườn mà không có việc gì làm với những đãi ngộ đặc biệt thì rất nguy hiểm. Vậy phải lập ra cái tổ chức này nhằm gom họ lại và cho họ hưởng thêm những đãi ngộ khác ngoài lương hưu nhằm tránh những phát biểu bất lợi. Trước đó, trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán lịch sử vừa qua, một vị phó chủ tịch khác của Hội đồng Lý luận Trung ương là ông Nguyễn Quang Thuấn suýt nữa thì đã làm bùng nổ dịch tại Việt Nam như thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa tại Hàn Quốc. Đây là hình ảnh bệnh nhân thứ 21 dương tính với viêm phổi Vũ Hán, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đang đứng phát biểu tại cuộc họp của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 với khoảng 30 người tham dự. Sau khi nghiên cứu lý luận ở tận các nước tư bản chủ nghĩa là Ấn Độ, Anh, thì ngay khi về nước, vị giáo sư vĩ đại này đã mở tiệc chiêu đãi, mời ca sĩ tới hát hò. Cô ca sĩ nổi tiếng này ngồi cạnh ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vào ngày 2 tháng 3 và cô lại tới phòng thu để thu thanh cùng tốp nữ và dàn nhạc. Còn giáo sư Thuấn thì tiếp tục tham gia cuộc họp Hội đồng Lý luận Trung ương và gặp gỡ, chơi gôn, ăn uống với rất nhiều người khác nữa. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, trường hợp của giáo sư Thuấn là nguy hiểm khó lường nhất cho việc phát tán dịch. Và dường như Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoạt động vượt cả phạm vi, nhiệm vụ và chức năng của mình, khi một ông phó chủ tịch thì góp phần làm lây lan virus corona chủng mới có sức công phá hàng loạt trên phạm vi toàn cầu về Việt Nam, còn phó chủ tịch khác thì gây hoang mang trong dư luận về khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi đó, các hội nghị trung ương của Đảng thì vẫn bền bỉ bàn về việc đề cao tính Đảng với tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Và với tình trạng như thế này thì bên làm bên phá thì dường như công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến tới thực hiện nhiệm vụ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện ở nước ta, dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và tiếp theo là vấn đề nằm ở chỗ 90 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ ràng và dứt khoát con đường phát triển của cách mạng Việt Nam là con đường xã hội chủ nghĩa ngay vào trong bối cảnh ra đời vào tháng 2 1930. Đến thời điểm hiện nay, các nhà lý luận xã hội chủ nghĩa vẫn chưa đưa ra được mô hình cụ thể, dễ hiểu và công thức khoa học biến cái tư tưởng trên thành hiện thực. Đây là hình ảnh lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 2020. Nhà quan sát Lưu Trọng Văn đã phát biểu rằng đất nước này cần tư duy đột phá, cải cách mạnh mẽ và cách mạng, đó là tư duy hành động. Toàn dân đã quá ngán với mớ lý luận cũ rích nhai đi nhai lại của các ngài mà rất có thể chính các ngài lơ mơ không hiểu. Bởi nếu thực sự hiểu thì bao lâu nay cách làm đã khác. Chủ nghĩa xã hội là hiệu quả chứ không phải là công cụ, thưa quý ngài. Hiện các ngài đang dùng chủ nghĩa xã hội như công cụ, bao gồm luật đất đai, kinh tế quốc doanh, tập thể, đảng viên, đảng trị đứng trên pháp trị, đó là sai lầm lớn. Nhà lý luận Đào Duy Tùng, nguyên trưởng ban tư tưởng, nguyên thường trực ban bí thư khi đi thăm các nước Bắc Âu về đã phải thốt lên như sau. Họ mới là xã hội chủ nghĩa. Và một chủ nghĩa lấy hạnh phúc cho toàn xã hội là mục đích duy nhất của mình, đó là chủ nghĩa xã hội. Và các nước Bắc Âu và nhiều nước văn minh khác linh hoạt vận dụng tất cả các giá trị và thành quả sáng tạo của nhân loại để đạt được mục đích hạnh phúc cho toàn xã hội và họ đã thành công. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2020 với bản tin 90 năm tuổi Đảng vẫn loay hoay bế tắc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.